xin gửi các bạn cái list danh sách để chúng tôi có thể đào tạo và đưa ra những cái giải pháp cho một số bạn các cái chủng NFT cũng như là một số cái trước đây thì một số người hỏi tôi là giao dịch coin trước đây là Ether, Bit, E đúng không? Dễ lắm, không phải. Nhưng bây giờ cái level 2 rồi, đúng không? Coin 2.0 rồi, nó lên phiên bản mới rồi. Những cái chủng cũ như Neo đúng không? Rồi một số các cái mã khác nó là thuộc thế hệ 1.0, bây giờ nó lại chuyển sang DOT, DOT nhé, IDO nhé. Đấy. Do vậy những cái người học cũ này phải liên lạc với tôi để tôi gửi cho các cái thông tin. Bây giờ, chủng mới nó là BSC Binance Smart Chain đấy. Đấy là cái TWT. Thế thì một số các cái hàng như là Neo, FLM, DOT, TWT, HT, Binance Uni, đây là những cái mà chúng ta có thể trộn kết hợp vào. Ngoài ra cái thời trước là IDO dùng DOT, dùng BNB nhé. Cái chủng mới là IDO, thời trước là ICO và Ether để chúng coin. Thì tôi có nói cho mọi người để chúng ta hiểu qua một số các cái chủng mới là BSC. Trước đây Dogecoin thuộc về chủng các cái chủng mà nó là thuộc chủng cổ. Vậy thì chúng ta phải xem xét rất nhiều các cái mã, đúng không ạ? Bây giờ nó là chuyển về sang cách rồi, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ làm gì mua Ether Bitcoin nữa? Mà tất cả mọi cái thông qua cách với USDT. Và trong cái Binance Smart Chain với cái ecosystem của nó rất nhiều, đúng không ạ? Trust Wallet với các cái mô hình ví để có thể swap, đúng không ạ? Exchange bởi Pancake Swap và rất nhiều các cái chủng DeFi để nó có thể sang. Đặc biệt là NFT này, rồi Lending này, rồi Azure, chúng ta phải hiểu cấu trúc của nó. Overview của Polkadot với ecosystem, đấy là cái mà chúng ta cần phải xem xét. Toàn bộ tất cả những cái mà các cái thông tin này, đúng không ạ? Các sự kiện thì hy vọng rằng chúng ta sẽ bổ sung với các cái top coin như là Theta, Chilis, CSG, CHZ, đấy, ENG, WAX. Đó là những cái mà chúng ta xem. Và chúng ta phải hiểu sao, vì sao Theta nó lại có thể là top được. Vì rất nhiều các cái lý do. Đó. Rồi tại sao các câu lạc bộ bóng đá nghiên cứu về các cái chủng và cái airdrop của token với các cái mã như, trong cái nền tảng blockchain của NFT nhé, Pancake, ULB, đấy đấy là cái mà chúng ta cần phải xem. Sở hữu ULB, Pancake Swap, các cái thông tin này đúng không ạ? Theta, CSZ mà tôi đã gửi cho mọi người đợt tới, chú ý vào SAN, SAND, đúng không ạ? Đấy là những cái thông tin và các cái list hàng. Thì hy vọng rằng mọi người có những cái thông tin đó.